đây là những mặt nó khá là biệt và trải qua nhiều biến cố. Chị ơi, cái gì vậy? Anh nhảy lầu rồi chị. Hai người bỏ chị nhảy đi. Cảm giác đôi chân tôi không vững nữa. Mồ hôi tôi đã đổ ra nhiều rồi. Vì đạo diễn tâm huyết quá. Kỳ á. Tự nhiên phải có huyết theo. Quyết tâm. Đâu quyết tâm. Ra rất là cảm ơn Huy trong cảnh này. Các bạn biết á, ở đây là phần thứ 16 chúng ta còn đi bộ lên một tầng nữa. Cái thứ hai nữa là Huy có một cái chứng, đó là Huy rất sợ độ cao. Cho nên có thể nói với các bạn là đây là một sự cố gắng rất là lớn của Huy trong cảnh này. Cảm ơn Huy rất là nhiều nha. Cố lên nha Huy nha. Chuyện khỏe mẹ. Ok. Khá là không còn mạnh nhất là sẽ là hài hay là vui, là tương tác, nhưng mà sẽ là một chuyện nó có chiều sâu hơn và có phần bi kịch. Là tôi trong hàng ngũ chung ở đây hả? Chính xác, mình là bạn thân mà ngũ chung với nhau. Vậy có gì xảy ra không? Ông thổi kèn. Hê! Cái gì vậy? Trời ơi, tôi sướng thì cái tay tao luôn à. Ông thổi kèn hay lắm. Ông không tin luôn hả? Không, có mình ông thổi, tôi không có thổi được. Ông tiếc hả? Ông tiếc gì cái thời gian đó hả? Ông nên đi tập thổi lại đi, tại vì ngày xưa ông thổi kèn rất hay luôn á, cái kèn harmonica đó. Đưa lên miệng ông thổi là một bài nhạc. Trời ơi, ông thổi mà tôi ngủ nào ông hay luôn á.